Rồi, mình sẽ test thử này. Thư đẹp á, cảm ơn mở ra sách hướng dẫn sử dụng đây mà mở mạnh ra phát cái nó sẽ rách luôn. Instruction, hướng dẫn này, đầu tiên tháo ra này. Mình chưa pha bao giờ nên mình sẽ đọc theo sách. Kể ra có tiếng Việt thì hay. Tất cả các loại tiếng trừ tiếng Việt. Đấy là một cái... Không sao, vẫn chỉ là một quốc gia nhỏ. Không có tiếng Việt. Vậy tiếp. Giấy bảo hành tặng chưa dùng, pha theo là cảm hứng đó. Này giữ lại cũng được. Giữ lại mình sẽ nhìn thấy để gộp. Mình nghĩ là nên để gộp. Nó cũng đơn giản, không có gì lắm. Nước vào đây cũng dễ, mình nghĩ là không vấn đề gì. Bây giờ mình có rồi. Các bạn phải tính theo gam cùng các thứ nào. Mình tính vo này. Chắc thêm nữa, vì cái này nó rất là sâu. Sâu lắm. Mình thấy nó cũng chưa là ổn lắm. Đây là mình xay đúng một suất 2 cỡ theo máy.
vô sinh thôi, nhưng mà mình hay dùng cái này tích hợp ra cái kia đổ nó dễ. Cảm giác là mình hơi tham này. Lại thêm lần nữa bóp thôi. Thì tí nữa bóp to tay chắc là mình sẽ phải bỏ bớt cà phê ra, nếu không thì chẳng vấn đề gì. Chả biết dùng làm gì nữa để có cái việc này không. Cái này nó chỉ là đồ vật. Cách mình đang làm là một cách nó dễ dàng nhất thôi, không cần làm được cái chuyện khác. Nghe nói là cái này nó sẽ hơi ấy, sẽ hơi nóng. Tại bây giờ nhiệt độ của nước của chỗ mình là 90 độ. Về cơ bản của cái này là nó cũng không quá nóng đâu. Mọi người bảo là nó nóng nhưng mà thực sự ra thì nó không nóng. Về cảm giác nhé, so với cả cũng là cái loại cà phê này, cũng với cả lượng nước là như này, thì mình làm với con nano mà đã được gọi là mốt lên ấy, thì mình thấy là cái nano nó tạo ra được bọt, lượng bọt nhiều hơn. Cái cà phê mà sau khi đi ra của cái này mình để aro toàn bộ gần như 100% aro, có vị chua nào rất bùi bùi thơm thơm. Nếu mà bây giờ để mà so sánh giữa cái này với cả cái nano press đã được mút lên 2 cup thì thực sự là chưa thể phân biệt được, chắc tại mình mồm nhôm.
Robusta này là của Việt Nương bán, nó là loại Honey Robusta. Mình thích những loại nào nó không quá nặng, không quá strong, nó cảm giác mình là thức uống, chứ uống cái loại mà nó đắng quá thì không phải là style của mình. Mình cơ bản cảm ơn một số khách hàng, xin cảm ơn.